ra hoa đậu trái cho dưa leo. Cặp đôi ra hoa đậu trái, cái này sẽ sử dụng cho dưa leo ở Bình Phước nhé. Nó vừa sử dụng để dưỡng nụ, tăng thụ phấn và dưỡng hoa, dưỡng trái non chống rụng và hạn chế cái việc như là bị héo, bị méo, bị cong vẹo trái non này. Cái cặp đôi này nếu mà các anh chị sử dụng cho cây rau màu lấy quả, cây rau màu lấy quả nha anh chị nhé, thì một cặp này các anh chị sử dụng cho khoảng tầm 500 lít là bằng với 25 bình đeo lưng loại bình 20 lít nhé. Còn nếu sử dụng cho các loại cây ăn trái như là cây cam, quýt, mít, bưởi hoặc những cái cây công nghiệp khác ấy, và những loại cây ăn trái khác ấy, thì một cặp này các anh chị dùng cho khoảng tầm là 400 lít nước bằng với 20 bình đeo lưng thôi nhé. Như dưa leo thì nó sẽ có những cái lứa hoa, lứa quả chồng chéo nhau, thì cái này nó rất thích hợp để sử dụng cho dưa leo trong những cái thời điểm mà ra hoa đậu trái đấy. Nó vừa giúp dưỡng hoa, dưỡng nụ, tăng thụ phấn và kích bật, nó kích thích hoa, kích thích phân hóa mầm hoa, cho ra hoa nhiều, nhanh mạnh và đẩy nhanh quá trình đậu trái này. Và nó còn giúp dưỡng trái, lớn trái, hạn chế bị méo, héo trái non, rụng trái non, tăng thụ phấn này, nuôi trái và lớn trái này. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.